Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ nói về pointer hay còn gọi là con rọ. Đây là một cái khái niệm giống như tôi đã nói từ đầu với các bạn, là một cái khái niệm tương đối là quan trọng trong ngôn ngữ lập trình. Và khi các bạn đi sâu vào học về ngôn ngữ lập trình, các bạn sẽ thấy là cái khái niệm con rọ là nền tảng của hầu hết tất cả các cái ngôn ngữ lập trình khác. Và đôi khi là họ thay đổi cái concept đó để làm cho cái ngôn ngữ của họ đơn giản hơn. Tuy nhiên là đây vẫn là cái gốc nhé. Như vậy thì các bạn nhìn vào đây các bạn thấy gì? Phải nói trước với các bạn là con rọ là một cái khái niệm rất là đơn giản. Tuy nhiên là bởi vì các bạn chưa có quen dùng và có khi là các bạn không có thực hành nhiều, không có hiểu cái triết lý của cái con rọ, cho nên các bạn cảm thấy nó là một cái thứ rất là khó dùng. Nhưng mà khi các bạn đã hiểu nó rồi thì các bạn sẽ thấy con rọ rất là dễ, nó không có gì đặc biệt hết. Như vậy con rọ là gì? Hiểu một cách đơn giản, con rọ là một cái địa chỉ ha? Không gì hơn. Và địa chỉ ở đây là địa chỉ gì vậy? Nó là địa chỉ bộ nhớ, được không? Như vậy các bạn hình dung là một cái ô nhớ thì nó nằm ở đâu đó trên cái RAM của các bạn. Nó cũng phải có một cái cách nào đó để chúng ta biết là nó nằm ở ô nào. Cái đó chính là địa chỉ. Như vậy con rọ chẳng qua là gì? Thực ra con rọ chẳng qua là cái địa chỉ của cái ô nhớ đó ha? Như vậy các bạn nhìn vào cái khái niệm đó thì các bạn thấy là nếu các bạn khai báo một cái biến có kiểu là con rọ thì cũng chẳng qua là các bạn khai báo một cái ô nhớ. Nhưng mà thay vì là cái ô nhớ đó chứa giá trị thì cái ô nhớ đó chứa cái địa chỉ của một cái ô nhớ khác. Về mặt hình thức các bạn hiểu ở đây á, giống như các bạn đang nhìn ở đây, count PTR, PTR là viết tắt của pointer. Như vậy cái biến count pointer này thực ra nó cũng chỉ là một ô nhớ thôi. Nhưng mà cái ô nhớ này nội dung của nó chứa là địa chỉ của một cái ô nhớ khác, là cái ô nhớ này. Thì giả sử như các bạn có cái ô nhớ này nó nằm ở địa chỉ là 0xff, như vậy thì cái nội dung bên trong của cái ô nhớ count pointer này là 0xff. Đơn giản vậy thôi, được chưa nào? Nó chỉ là địa chỉ của một ô nhớ khác mà thôi. Rồi, như vậy thì đối với con trỏ các bạn khai báo nó có gì đặc biệt so với một cái biến thông thường? Thì các bạn sẽ thấy là cái cách khai báo con trỏ ở đây nó hơi khác một tí. Các bạn cũng khai báo, bắt đầu là khai báo kiểu của cái con trỏ. Con trỏ đó chỉ tới dữ liệu kiểu gì thì các bạn khai báo cái kiểu ở đây. Theo sau đó là một cái dấu sao và tên của cái biến. Như vậy nó cũng là một cái biến thông thường thôi, nhưng mà bây giờ cái biến này có kiểu là con trỏ chỉ tới một cái kiểu dữ liệu nào đó. Nhờ cái cách các bạn đọc ở đây sẽ là gì? Identifier này là một cái biến kiểu con trỏ của một cái loại dữ liệu gì đó, được không? Ví dụ trong trường hợp này các bạn đọc như sau: A là một con trỏ của kiểu integer, được chưa? Rất là đơn giản. Thỉnh thoảng các bạn cũng có thể là các bạn muốn bỏ qua luôn cái chuyện mà khai báo dấu sao, tại vì các bạn khai báo dấu sao nó sẽ làm cho các bạn bị rối trong nhiều tình huống, cho nên là các bạn có thể dùng cái kỹ thuật mà chúng ta mới bàn lúc trước, là dùng cái type define này để đặt cho nó một cái alias. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn thấy là gì? Tôi định nghĩa cái con trỏ là một cái tên khác, như vậy tôi xài nó dễ hơn. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn đang dùng một cái định nghĩa là gì? Int pointer là một cái tên khác của cái con trỏ kiểu integer. Như vậy tôi có thể viết int pointer a, có nghĩa là a là một cái con trỏ kiểu integer. Tại sao cái này nó lại rắc rối như vậy? Tại sao tôi lại cần cái đó? Tại vì nhiều khi các bạn lập trình á, các bạn có một cái thói quen mà cái thói quen đó làm cho các bạn bị lỗi. Ví dụ tôi viết một cái đoạn code như sau: A, B. Như vậy cái các bạn đang nhìn thấy ở đây, cẩn thận nha, tôi cho các bạn biết. Thứ nhất, A
là một biến con trỏ integer, nhưng b là một biến integer. Được chưa? Để cho các bạn biết tại sao nó như vậy, tôi cho các bạn coi cái code một tí để các bạn dễ hình dung. Tôi sẽ clean bớt code ha. Rồi. Ví dụ ở đây tôi có một biến con trỏ A. Tôi đặt cho nó là PA đi ha. Và tôi có một biến PB. Như vậy lúc này các bạn sẽ thấy gì? Giả sử như tôi gán cho một biến ok. Tôi gán cho PA bằng địa chỉ của xin lỗi. Địa chỉ của N. Thì câu lệnh này hợp lệ, nhưng mà nếu như tôi gán cho PB bằng địa chỉ của N thì câu lệnh này không hợp lệ. Lý do là PB không phải là kiểu con trỏ mà PB là kiểu integer, có nghĩa là tôi gán PB bằng 1 thì được ha? Các bạn thấy chưa? Đó là cái điều quan trọng ha. Cho nên là khi các bạn khai báo như vậy, các bạn không thể khai báo nhiều biến theo kiểu này, mà nếu như các bạn khai báo hai con trỏ thì các bạn phải khai báo như thế này. Điều này nói là gì? A là con trỏ kiểu integer, B là con trỏ kiểu integer. Hả? Cho nên là nếu như mà các bạn không phải là người quen và hiểu sâu về cái cách dùng thì các bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn trong cái quá trình code và gây ra lỗi. Nên là đôi khi nếu như các bạn thực sự mà cảm thấy là tôi có nhu cầu khai báo một cái con trỏ rất là nhiều lần và cái con trỏ đó có một cái kiểu đặc biệt nào đó, thì có thể dùng một cái alias để khai báo một loạt những con trỏ như vậy, nó sẽ giúp cho các bạn giảm lỗi trong khai báo nhiều hơn ha. Đây là một cái lưu ý cho các bạn. Rồi, cái cách sử dụng con trỏ thì cũng không có khó lắm. Thí dụ như các bạn thấy tôi mới demo trong cái code hồi nãy á, thì thật ra là tôi đã cho các bạn thấy qua cái cách dùng con trỏ một phần rồi. Vậy thì đầu tiên là gì? Thứ nhất là về khai báo thì không có gì đặc biệt ha. Chúng ta khai báo IP ở đây là một cái con trỏ kiểu integer. Và cái việc đầu tiên mà các bạn thấy chúng ta cần làm ở đây đó là gì? Gán cái địa chỉ. Như tôi đã nói ban đầu là con trỏ là cái nơi lưu địa chỉ của ô nhớ. Như vậy cái việc đầu tiên mà các bạn có thể làm với con trỏ đó là gán địa chỉ, đúng không? Như vậy để lấy địa chỉ của một ô nhớ thì các bạn dùng cái toán tử và này. Toán tử và này không phải là toán tử logic ha. Toán tử và này khi các bạn đặt ở cái toán tử ở dạng một ngôi thì nó có nghĩa là lấy địa chỉ. Nó gọi là address operator. Lưu ý cái chuyện đó ha. Nó là phép lấy địa chỉ. Và các bạn đã lấy địa chỉ của biến va, các bạn gán vào cho cái biến con trỏ này. Như cái thao tác này là hợp lệ. Thứ hai là để truy xuất cái giá trị con trỏ. Thì các bạn lưu ý, con trỏ là địa chỉ. Do đó nếu như các bạn thao tác bình thường thì các bạn đang thao tác trên địa chỉ. Như vậy các bạn muốn thao tác trên cái ô nhớ mà nó chỉ tới thì các bạn phải dùng cái toán tử này. Toán tử sau này, toán tử sau này nó gọi là cái phép khử con trỏ, khử tham chiếu ha? Hay còn gọi là dereferencing operator, phép khử tham chiếu. Thì khi các bạn viết sau IP có nghĩa là các bạn đang muốn ám chỉ cái ô nhớ mà IP đang chỉ tới, được không nào? Khá là đơn giản. Giống như trong trường hợp này để minh họa cho các bạn coi, thì chúng ta có một ô nhớ. Ô nhớ này là IP. Chúng ta có một ô nhớ. Ô nhớ này là va. Thì cái câu lệnh đầu tiên là giả sử cái va này nó nằm ở địa chỉ là 0xf0. Như vậy thì các bạn gán cái địa chỉ của va vào IP, có nghĩa là IP sẽ chứa 0xf0. Đúng không? Và cái va này thì hiện tại chưa có giá trị. Ban đầu là 20. Được chưa nào? Bây giờ tôi thực hiện cái câu lệnh là sao IP bằng 5. Như vậy cái sao IP này là gì? Thực ra là IP
chứa địa chỉ của ô nhớ này, có nghĩa là nó đang chỉ tới ô nhớ đó. Như vậy các bạn viết sao IP có nghĩa là các bạn đang nói tới cái ô nhớ này. Như vậy bạn gán năm vào có nghĩa là lúc này cái ô nhớ này nè sẽ chuyển từ 20, không còn là 20 nữa, nó sẽ được thay thế cái giá trị là 5. Được không? Rất là đơn giản, phải không nào? Rồi. Như vậy khi các bạn đụng tới địa chỉ thì nó có một cái địa chỉ đặc biệt mà chúng ta gọi là null pointer. Hả? Thì null pointer là gì? Nó là một cái giá trị đặc biệt mà không đại diện cho bất kỳ ô nhớ nào hết, hay nói cách khác, nó là giá trị rỗng. Hả? Thì khi các bạn khai báo con trỏ, thường đây là một cái khuyến nghị cho các bạn là các bạn nên khởi trị cho con trỏ về null. Lý do của việc này là để an toàn thôi. Tại vì khi các bạn khai báo một biến bất kỳ thì cái giá trị của biến đó, giống như tôi nói từ đầu là gì, các bạn không được phép giả định nó là bất kỳ giá trị gì. Ha? Và đối với con trỏ cũng vậy thôi. Như vậy các bạn nên khởi trị cho nó bằng một cái giá trị mặc định nào đó, có thể là null, để nếu như xảy ra lỗi tôi biết lỗi tại sao. Ha? Như vậy thì trong cái ngôn ngữ này có hai cách, hoặc là bạn dùng null hoặc là bạn dùng cái từ khóa này. Cả hai đều cùng chỉ về một thứ là cái giá trị null ha. Và giá trị null này nó cũng là số 0. Ha? Hay nói cách khác nó là một giá trị thôi và giá trị đó là 0. Được không nào? Cực kỳ đơn giản. Rồi. Như vậy khi các bạn thao tác trên con trỏ thì nó sẽ có một số cái hơi không có quen thuộc với các bạn lắm, và các bạn bắt đầu phải làm quen với những cái khái niệm này, và tôi sẽ giới thiệu với các bạn từng cái một ha. Như vậy khi các bạn làm việc với con trỏ các bạn sẽ có gì? Một con trỏ bình thường chỉ đến một cái dữ liệu bình thường. Non-constant ở đây có nghĩa là các bạn có thể vừa đọc vừa ghi ha. Như vậy con trỏ này là một con trỏ mà các bạn có thể thay đổi địa chỉ, và nó chỉ tới một cái ô nhớ mà ô nhớ đó có thể thay đổi giá trị. Rồi, các bạn lại có một cái khái niệm là gì? Một con trỏ bình thường từ giờ trở đi ha, con trỏ mà không phải là con trỏ hằng thì tôi sẽ bỏ cái này, tôi tạm gọi nó là con trỏ bình thường. Vậy thì đối với tôi, con trỏ bình thường là một con trỏ mà có thể thay đổi giá trị. Được chưa? Rồi. Nhưng mà con trỏ này chỉ tới một cái dữ liệu, mà dữ liệu này là dữ liệu hằng. Ha. Rồi như vậy thì các bạn lại có một cái khái niệm khác là con trỏ hằng. Con trỏ hằng chỉ tới một cái dữ liệu này có thể thay đổi giá trị. Và cuối cùng là con trỏ hằng chỉ tới dữ liệu hằng. Thì nghe nó hơi phức tạp như vậy, nhưng mà bạn hiểu một cách đơn giản như sau. Các bạn có một con trỏ, giả sử đây là P, được chưa? Rồi, các bạn có một ô nhớ dữ liệu, giả sử như đây là A. Như vậy các bạn có 4 tình huống. Tình huống đầu tiên là con trỏ chỉ đến một cái vùng nhớ mà không hằng. Một con trỏ không hằng chỉ đến một cái vùng nhớ không hằng có nghĩa là gì? Thí dụ như ở đây các bạn có A là 5 và P đang chỉ tới A. Như vậy các bạn có thể gì? Các bạn có thể gán cho cái ô nhớ này từ 5 chuyển thành 6 bình thường, tại vì cái ô nhớ A này là ô nhớ non-constant data, đúng chưa? Và nếu như một lúc nào đó tôi thấy tôi không cần ô nhớ này nữa, tôi chuyển P qua B, tức là giả sử như A là 0x tại địa chỉ là F0, còn B nằm ở địa chỉ là 0xFF. Như vậy thì ban đầu á, P đang là 0xF0 bởi vì nó trỏ tới A. Bây giờ tôi thay đổi cái giá trị của nó, tôi sửa nó thành 0xFF, như vậy nó sẽ trỏ tới B. Như vậy cái địa chỉ của cái ô nhớ là có thể thay đổi được, thì nó gọi là non-constant. Như vậy các bạn hình dung trong trường hợp này thì hai ô nhớ P và A ở đây là hai ô nhớ đều có thể thay đổi giá trị được. Như vậy thì nó là rơi vào cái trường hợp 1. Được chưa? Và nếu như trường hợp 2 thì P có thể thay đổi giá trị được, nhưng mà
cái dữ liệu ở A này nè là không thể thay đổi được. Hay nói cách khác là nếu như các bạn có A bằng 6, các bạn không thể nào gán A bằng một giá trị khác được. Lưu ý ha. Rồi, trường hợp thứ ba mà các bạn đang thấy ở đây là một con trỏ hằng chỉ đến một cái vùng dữ liệu không hằng, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi đang ám chỉ cái chuyện mà bạn chuyển con trỏ này qua một ổ nhớ khác là không hợp lệ, bởi vì con trỏ này nó đã được gán một cái địa chỉ của một ô nhớ rồi và từ đó về sau nó sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Nó chỉ đến ô nhớ đó và nó chỉ ô nhớ đó mãi mãi thôi. Và cái giá trị ô nhớ đó thì có thể thay đổi được, tức là nếu như tôi không thích 6 thì tôi để 7 cũng được. Hả? Không vấn đề gì. Hoặc là thậm chí là 8 nếu như các bạn thích. Hả? Rồi, trường hợp cuối cùng mà chúng ta có đây là con trỏ hằng chỉ đến một dữ liệu hằng. Cái này thì quá đơn giản rồi ha. Tức là nếu như các bạn có thằng này là 8 thì nó sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Các bạn không có thay đổi giá trị được ha. Nó là dữ liệu cố định. Vậy đó là bốn cái khái niệm mà các bạn nên biết khi làm việc với con trỏ. Nó chẳng qua là những cái tùy chọn thôi. Như vậy thì để giải thích kỹ hơn thì các bạn có thể theo dõi những cái ví dụ sau đây tôi có mô tả cho các bạn ha. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn đang có hai cái biến A là 5, B là 9. Và cái biến PTR này là một cái con trỏ kiểu integer. Con trỏ này được gán địa chỉ của A, như vậy nó rơi vào trường hợp thứ nhất là bởi vì A là một cái ô nhớ không phải là ô nhớ hằng và con trỏ này cũng không phải là con trỏ hằng. Như vậy nó là trường hợp bình thường. Tôi có thể gán một cái giá trị cho cái ô nhớ đó. Tôi cũng có thể thay đổi cái con trỏ này qua một ô nhớ khác, tức là con trỏ lúc này chỉ qua B. Không có vấn đề gì ha. Rồi. Trường hợp thứ hai mà tôi mới nói với các bạn đó là gì? Là con trỏ thì không có hằng nhưng mà dữ liệu thì hằng. Có nghĩa là gì? Bạn không thể edit cái dữ liệu của cái ô nhớ mà bạn chỉ tới. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn có A là một cái ô nhớ hằng nguyên gán giá trị ban đầu là 5. Như vậy các bạn đang khai báo cái gì? Cẩn thận nha, nghe cho kỹ. PTR là một con trỏ. Con trỏ này chỉ đến một ô nhớ và ô nhớ đó là ô nhớ hằng nguyên. Được chưa? Như vậy tôi hoàn toàn có thể làm gì? Tôi hoàn toàn có thể gán con trỏ này qua một ô nhớ khác là ô nhớ B. Được không? Tại vì đâu có gì sai đâu. Nó là một cái con trỏ bình thường, cho nên tôi có quyền chỉ nó qua một ô nhớ khác. Như vậy cái chuyện này là hợp lệ. Nhưng mà cái chuyện mà bạn gán một cái giá trị vào trong ô nhớ mà con trỏ đang chỉ tới lúc này là A là không hợp lệ. Tại sao? Tại vì con trỏ này là con trỏ chỉ đến một ô nhớ và ô nhớ đó là hằng nguyên. Và bởi vì cái kiểu của cái ô nhớ đó là hằng nguyên cho nên cái phép gán này là không hợp lệ. Được chưa? Có nghĩa là gì? Nói đơn giản cho các bạn hiểu. Đây là con trỏ chỉ đọc. Ở trên này là con trỏ vừa đọc vừa ghi. Con trỏ này là con trỏ chỉ đọc. Được chưa? Rồi. Cái trường hợp thứ ba mà các bạn thấy hồi nãy đó là gì? Hằng con trỏ chỉ đến một ô nhớ bình thường. Như vậy thì có nghĩa là gì? Các bạn khai báo PTR là một hằng. Hằng này là hằng con trỏ chỉ đến ô nhớ integer. Đọc, các bạn nhớ quy tắc mà tôi nói các bạn từ đầu tới giờ. Nếu như các bạn để ý cái cách tôi đọc là tôi đọc từ bên phải qua. Rồi tôi đọc lại cho các bạn nha. PTR này là một cái hằng. Hằng này là hằng con trỏ. Con trỏ này chỉ đến một ô nhớ có kiểu là integer. Được chưa? Như vậy bởi vì cái PTR này là hằng, cho nên bạn phải khởi trị cho nó. Và lúc này tôi khởi trị cho nó là địa chỉ của A. Như vậy thì lúc này tôi có thể gán 6 vào cho cái ô nhớ này. Tại sao? Tại vì hợp lệ thôi. Tại vì cái kiểu của cái ô nhớ mà nó chỉ tới là kiểu integer.
kiểu ô nhớ mà nó chỉ tới là integer, cho nên tôi có quyền dán số vô trong cái ô nhớ đó, tại vì tôi có thể đọc ghi mà. Nhưng mà nếu như các bạn gán địa chỉ ô nhớ B cho con trỏ này thì bạn sẽ bị báo lỗi. Tại sao? Tại vì PTR là con trỏ hàng, đúng không? Hàng con trỏ, xin lỗi. Cái cách dịch ở tiếng Việt nó hơi hơi nhập nhằng, đôi khi là rất là rối, nên là các bạn cẩn thận khi khi tôi đọc ha. Con trỏ hàng và hàng con trỏ như vậy thì cái này là gì? Là hàng con trỏ, được chưa? Rồi, trường hợp cuối cùng của chúng ta là con trỏ hàng chỉ đến một cái ô nhớ hàng luôn. Như cái cách đọc các bạn thấy ở đây là PTR là một con trỏ hàng. À, xin lỗi, đúng rồi, là một hàng con trỏ chỉ đến ô nhớ integer. Như vậy cái chuyện mà các bạn khởi trị cho nó là ô nhớ A là hợp lệ hay không hợp lệ? Hợp lệ không hợp lệ? Các bạn sẽ thấy ha, tôi sẽ demo cho các bạn coi. Đây là một cái câu hỏi khá là quan trọng khi các bạn thực hành. Rồi, như vậy để cho các bạn dễ hình dung, tôi sẽ làm một cái khai báo. Thứ nhất là A, B. Rồi, bây giờ tôi lại có một cái biến hàng, tạm gọi là CA, CB, hai biến hàng. Bởi vì là hàng cho nên tôi phải khởi trị cho nó, ví dụ như là hai. Okay. Rồi, bây giờ tôi sẽ khai báo một số con trỏ để cho các bạn hình dung ha. Đầu tiên là tôi khai báo con trỏ trước, con trỏ PA. Xin lỗi. PA. Thì đây là con trỏ mà, cho nên là tôi có quyền khai báo như thế này. Tiếp tôi lại muốn khai báo một cái con trỏ, nhưng mà con trỏ này nó chỉ tới một cái hàng nguyên. Const integer, gọi là PCA. Ok. Rồi, bây giờ tôi lại muốn một cái hàng con trỏ. Rồi. CPA. Ok. Và bây giờ tôi lại muốn một cái hàng nguyên, một con trỏ, một cái hàng con trỏ CPCA. Rồi, bây giờ tôi cho các bạn xem từng cái bước mà tôi sẽ gán giá trị. Thứ nhất là ở trên trường hợp đầu tiên, các bạn thấy là tôi đang viết một cái con trỏ kiểu integer, có nghĩa là con trỏ này chỉ đến một ô nhớ kiểu integer được. Như vậy tôi có thể hoàn toàn tự gán giá trị PA bằng địa chỉ của A. Tôi có thể gán cho PA bằng địa chỉ B, tức là tôi thay đổi giá trị của con trỏ này được, hoàn toàn bình thường, đúng không nào? Tôi có thể gán cho PA bằng giá trị ví dụ như là 8 nếu như tôi thích, đúng không? AB bây giờ chưa có giá trị, giả sử như tôi cho nó bằng -1, B bằng -2. Như vậy tôi có thể update cái giá trị của A bây giờ là 8 nếu như tôi muốn. Như vậy PA là trường hợp đầu tiên mà tôi nói là con trỏ bình thường chỉ tới một ô nhớ bình thường, không phải là ô nhớ hàng. PCA là con trỏ bình thường nhưng mà chỉ tới ô nhớ hàng. Như vậy tôi có thể lấy PCA chỉ đến ô nhớ, và ô nhớ này là ô nhớ nào? Tôi có thể cho nó chỉ tới A. Các bạn sẽ thấy chuyện này hoàn toàn bình thường. Tại sao? Tại vì cái chuyện mà bạn chỉ đến một ô nhớ bình thường, và điều này không có nghĩa là PCA được quyền ghi nhé. Các bạn sẽ thấy nếu như tôi viết PCA tôi gán cho bằng 1 thì tôi sẽ bị lỗi. Tại sao? Chỗ này là lỗi nè. Tại vì các bạn có PCA là con trỏ chỉ tới một ô nhớ là hàng, cho nên bạn không được quyền gán. Hay nói cách khác, giống như tôi nói hồi nãy, bạn nói là chỗ này là con trỏ hàng,
tức là con trỏ chỉ tới hằng số. Được chưa? Rồi. Lưu ý cái đó ha. Được không? Như vậy cái chuyện mà cái ô nhớ đó nó là chỉ đọc hay không chỉ đọc không quan trọng, mà cái quan trọng là bạn muốn đọc trên con trỏ này có được hay không. Không, à, xin lỗi, được, nhưng mà các bạn không ghi được. Tức là con trỏ này chỉ cho phép bạn đọc thôi. Ok, nhớ chuyện đó ha. Rồi, tiếp, chúng ta lại có một cái CPA. CPA bây giờ là một hàng con trỏ. Như vậy nếu như bây giờ tôi, các bạn thấy cái khai báo này nó gạch đỏ, có nghĩa là đã có lỗi rồi. Tại sao lỗi? Tại vì bạn khai báo CPA là hằng, mà nó đã là hằng rồi thì phải khởi trị cho nó. Như vậy tôi phải khởi trị cho nó một cái giá trị nào đó. Thì cái hằng này là hằng con trỏ chỉ đến ô nhớ kiểu integer, có nghĩa là tôi phải lấy địa chỉ ô nhớ integer gán cho nó. Như vậy tôi có thể gán cái ô nhớ nào? À, được không? Được. Hợp lệ đúng không? Tôi có thể viết CPA gán cho bằng 5 nếu như tôi thích. Ở đây là một cái thao tác hợp lệ. Tuy nhiên tôi sẽ không thể gán cái này cho CA được. Tại sao? Tại vì các bạn thấy ở chỗ này nó có cái vấn đề về kiểu. Thứ nhất, CA là một biến hằng, có nghĩa là ô nhớ này đã được khai báo từ đầu là chỉ đọc, mà bạn lại gán cái địa chỉ của nó cho một cái con trỏ, mà con trỏ này là con trỏ đọc ghi. Như vậy nó vi phạm cái quy tắc là truy cập của CA, cho nên các bạn không gán như thế này được. Hả? Đây là một cái quy tắc. Có thể các bạn bypass bằng một cái thủ thuật gọi là phép cast ép kiểu. Thì phần này tôi sẽ không có đề cập, chúng ta sẽ thảo luận sau trong những cái phần advanced mà các bạn gặp sau này ha. Nhưng mà tôi lưu ý với các bạn chuyện đó. Rồi. Bây giờ cái cuối cùng của các bạn là con trỏ chỉ đến một ô nhớ hằng, hằng con trỏ chỉ đến một ô nhớ hằng luôn. Như vậy lúc này các bạn gán cho nó là A, bình thường, không có vấn đề gì. Tại sao? Tại vì cái con trỏ này nó chỉ dùng để đọc thôi mà, không có ghi được, đúng không? Cho nên cái chuyện mà tôi chỉ đến ô nhớ nào không quan trọng, được không? Như vậy chỗ này tôi gán cho nó địa chỉ của A hay là CA gì cũng đều không quan trọng, tại vì cơ bản là cái con trỏ này chỉ có thể đọc mà thôi. Như vậy nếu như tôi xài CPCA mà tôi gán cho nó một giá trị là 5 là các bạn thấy sai liền, tại chỗ này không gán được, chỉ có thể đọc được thôi ha. Lưu ý chuyện đó. Rồi, đó là những cái cơ bản mà các bạn cần biết về những cái con trỏ hằng. Được chưa? Rồi, chúng ta lại nói tiếp về những cái thao tác trên con trỏ. Thì các bạn hình dung con trỏ là một cái ô nhớ. Trong ô nhớ đó thì chứa địa chỉ của một ô nhớ khác. Như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể làm những cái động tác tính toán trên cái ô nhớ địa chỉ đó, hay nói cách khác là bạn có thể tăng giảm địa chỉ, bạn có thể cập nhật địa chỉ, vân vân và vân vân. Vậy trong trường hợp này, cái các bạn đang thấy đây là các bạn có thể sử dụng những cái toán tử như là cộng cộng, trừ trừ, cộng trừ, vân vân để tăng giảm địa chỉ ô nhớ. Ví dụ như chỗ này các bạn sẽ chuyển con trỏ qua cái ô nhớ tiếp theo ngay bên cạnh. Này là chuyển con trỏ về ô nhớ ngay trước đó. Nó giống như thế này. Giả sử như các bạn có một dãy cái ô nhớ. Thì giả sử như ban đầu cái PTR của các bạn đang chỉ đến ô nhớ này. Được không? Các bạn gọi PTR cộng cộng. Thì có nghĩa là sau câu lệnh đó, PTR sẽ làm gì? Các bạn sẽ xóa cái này đi, và PTR lúc này chỉ qua ô nhớ tiếp theo ở đây. Được không? Nếu như các bạn thực hiện PTR trừ trừ, thì lúc đó cái PTR này sẽ chuyển về ô nhớ ngay trước đó. Địa chỉ của nó sẽ chuyển về ô nhớ ngay trước đó. Và các bạn lưu ý giùm tôi một cái điều này nè. Tất cả những cái phép cộng trừ của các bạn ở đây á là đơn vị được tính theo kiểu của ô nhớ mà các bạn khai báo. Hình dung được không nè? Ví dụ, tôi khai báo như thế này.
integer con trỏ thì chỉ bằng một cái ô nhớ nào đó a chẳng hạn. Như vậy thì cái kiểu của cái con trỏ PTR này của tôi là kiểu integer. Integer bao nhiêu bài? 4 bài. Và bởi vì integer là 4 bài cho nên là khi các bạn thực hiện cái thao tác gì đó, ví dụ như tôi xin lỗi. Ví dụ như tôi viết như thế này. PTR cộng cộng. Như vậy thì hiểu nôm na như thế này, giả sử địa chỉ của A là 0xF0. Giả sử như địa chỉ của PTR là 0xF0. Như vậy thì sau khi tôi tăng PTR lên một đơn vị thì địa chỉ của PTR sẽ là bao nhiêu? Các bạn có thể trả lời được liền. Địa chỉ của PTR lúc này là 0xF. F mấy? F4. Tăng lên 4 đơn vị, 4 bài. Được chưa nào? Rồi, đó là những cái điều quan trọng khi các bạn tính toán địa chỉ ha. Thì thật ra các bạn lập trình ở cái mức cao thì các bạn thường không quan tâm tới cái chuyện là địa chỉ nó nhảy bao nhiêu. Nhưng mà cái này rất là quan trọng, tại vì địa chỉ nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thao tác ép kiểu sau này. Tại vì các bạn sẽ thấy là cái con trỏ là một cái khái niệm rất là mạnh. Tôi có thể có một cái biến nguyên, nhưng mà tôi lấy một cái con trỏ kiểu character, tôi chỉ lên cái biến đó và tôi thay đổi từng bài ở trong cái ô nhớ đó một cách thoải mái như tôi mong muốn. Và điều đó cho các bạn rất là nhiều cái sự uyển chuyển trong lập trình ha. Nên các bạn sẽ thấy là nếu như các bạn biết tận dụng cái khái niệm này, cái ý tưởng về địa chỉ ô nhớ và cái kiểu con trỏ, các bạn sẽ làm việc rất là mạnh tay với cái ô nhớ trên cái chương trình của bạn. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến trình tự đánh giá các ô nhớ. Thì cái này á, thật ra là một cái khuyến cáo để cho các bạn trong cái quá trình lập trình các bạn cẩn thận thôi. Ví dụ như các bạn viết như thế này, sao cộng cộng pi, thì hiểu là gì? Hiểu là các bạn sẽ lấy giá trị của, các bạn sẽ lấy giá trị của cái ô nhớ đó tại thời điểm đó, rồi sau đó các bạn tăng cái ô nhớ đó lên. Được chưa? Sau đó các bạn mới tăng giá trị, tăng địa chỉ của ô nhớ đó lên, chuyển con trỏ qua thành phần tiếp theo. Nếu như các bạn viết như thế này, sao cộng cộng p, thì nó sẽ tương đương với chuyện là gì? Các bạn lấy địa chỉ của ô nhớ tiếp theo và sau đó con trỏ này cũng nhảy qua ô nhớ tiếp theo luôn. Bạn viết cộng cộng sao p thì có nghĩa là bạn đang muốn gì? Tăng cái giá trị của cái ô nhớ hiện tại. Rồi bạn viết như thế này thì quá rõ ràng rồi ha. Như vậy thì cái khuyến cáo cho các bạn như thế này. Các bạn phải là người rất là am hiểu về cái thứ tự và độ ưu tiên của các toán tử khi các bạn sử dụng, đặc biệt là đối với con trỏ, thì các bạn mới sử dụng cái kiểu bên tay trái. Và thường thì ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ chính xác thứ tự ưu tiên của các tính toán đâu. Cho nên đôi khi để viết code cho an toàn thì tôi khuyên các bạn là nên dùng cái phát biểu bên tay phải. Nó rõ ràng và nó chắc chắn là tôi đang muốn làm cái gì. Khi mà các bạn nghi ngờ về cái phát biểu mà mình đang viết thì cố gắng sử dụng cái thao tác này. Rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta nói qua một tí về cái sự liên hệ giữa con trỏ và mảng một tí. Như vậy có cái gì đó nó liên hệ giữa con trỏ và mảng? Thì thật ra mảng á, mảng tỉnh mà các bạn khai báo á, nó như thế này. Khi các bạn khai báo mảng var thì var là chính bản chất của nó là một cái hằng con trỏ, hiểu không nào? Như vậy lúc này var sẽ chỉ đến cái ô nhớ đầu tiên của cái mảng, nó chứa địa chỉ ô nhớ đầu tiên của cái mảng. Nhưng mà có điều đặc biệt là gì? Bạn không thay đổi được cái giá trị của var, chuyện này không làm được nhé. Như vậy và các bạn hiểu nó rơi vô cái khái niệm nào? Nó là hằng con trỏ, được không? Chứ không phải là con trỏ chỉ tới hằng.
Như tương ứng với cái khai báo này thì va là một hàng con trỏ, nó không thể hiện một cách tường minh đâu, nhưng mà nó thể hiện như vậy. Và đó là lý do tại sao tôi có thể gán cho va bằng PTR được, tại vì lúc này tôi đang gán địa chỉ cho địa chỉ, đúng không? Va là một cái địa chỉ mà, địa chỉ của nó chính là địa chỉ đầu tiên của cái mạng đó. Cho nên là tôi có quyền gán địa chỉ đó cho PTR, không có vấn đề gì hết. Hả? Nhưng mà các bạn viết tăng địa chỉ của va lên là chắc chắn là không được, tại vì va là hàng con trỏ. Được chưa? Đó. Ở đây là một cái ví dụ khác mà tôi nghĩ là các bạn có thể tham khảo thêm để nắm về con trỏ. Thực ra về con trỏ chúng ta có rất nhiều câu chuyện để nói, đặc biệt là khi các bạn thực hành và các bạn trả lời những cái khúc mắc mà mình gặp trong cái quá trình làm, thì các bạn mới mới ngộ ra được cái chuyện xử lý con trỏ nó như thế nào. Thì trong cái ví dụ này tương đối là đơn giản, tôi có một cái mảng tĩnh, ban đầu tôi khởi trị 3 giá trị thôi, là 10, 100, 200. Và cái con trỏ của tôi đang làm là chỉ đến cái địa chỉ đầu của va như vậy. Một cách hình thức các bạn sẽ thấy là tôi có một cái mảng như sau: 3 phần tử 10, 100, 200, và chỉ đến đầu mảng. Bạn gán PTR bằng va có nghĩa là PTR cũng chỉ đến đầu mảng luôn. Được chưa? Rồi, cái dòng lặp này nó làm gì? Nó in ra địa chỉ, tức là cái nó in ra PTR, tức là nó in ra cái địa chỉ của cái ô nhóm mà nó đang chỉ tới, rồi nó in ra tiếp cái giá trị mà nó đang chỉ tới, và sau đó các bạn tăng lên một đơn vị, tức là các bạn chuyển con trỏ này đi qua ô nhóm tiếp theo ở đây, rồi các bạn lại qua vòng lặp nữa, các bạn lại chuyển con trỏ này qua ô nhóm tiếp theo ở đây. Ok, như vậy tới cuối vòng lặp này thì các bạn sẽ có con trỏ này nó nằm ở đây. Cẩn thận nha, các bạn thao tác các bạn phải biết sau khi kết thúc vòng lặp thì mọi thứ nó đang ở trạng thái như thế nào nha, không được lơ là cái chuyện đó. Rồi, về mảng của các con trỏ thì nó cũng cái khái niệm này nó hơi đặc biệt một tí ha. Tôi lại chỉ các bạn cách đọc một lần nữa để cho các bạn hiểu. Thứ nhất, names là gì? Oh, xin lỗi. Cái biến mà các bạn đang thấy đây, hãy đọc cho nó cẩn thận nha. Names là một biến. Biến này là một mảng có tối đa 4 phần tử, max là bằng 4. Kiểu của mỗi phần tử là con trỏ chỉ đến một cái, xin lỗi. Nó là con trỏ chỉ đến ô nhớ là ô nhớ hàng ký tự. Được chưa? Như vậy hình dung chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi có name. Nó là một mảng đúng không? Ok, vậy nó chỉ đến một cái mảng. Mảng này có 4 phần tử, 1 2 3 4. Rồi. Mỗi phần tử là một con trỏ, như vậy nó sẽ chỉ đến thằng này. Chỉ đến một ô nhớ. Ô nhớ này để như thế này thì khó nhìn quá. Chỉ đến một ô nhớ. Ô nhớ này đầu tiên là một dãy các ký tự. Lại sai rồi. Như thế này cho dễ hình dung ha. Nó là An, khoảng trống, Nguyễn. Xuyệt không. Xuyệt không là ký tự kết thúc chuỗi. Đúng chưa? Rồi, tiếp. Cái phần tử thứ hai cũng là con trỏ luôn. Phần tử này chỉ đến một cái chuỗi khác. Chuỗi đó là chuỗi bình trợ. Khoảng trăng kết thúc chuỗi, và thằng này chỉ đến một cái chuỗi khác nữa, vâng vâng ok. Rồi, giờ các bạn hình dung được cái chuyện đang xảy ra đúng không nào? Và một điều lưu ý với các bạn là bởi vì cái
kiểu dữ liệu mà con trỏ này nó chỉ tới là hằng, cho nên là các bạn mới có cái này. Khi các bạn viết một cái chuỗi như thế này thì nó chính là hằng ký tự ha, một mảng hằng ký tự. Tất cả những thằng này là chỉ đọc, không có ghi được nha. Okay. Nên sau này các bạn mà viết ghi gì trên những cái ô nhớ này là các bạn bị lỗi ráng chịu, tại vì nó chỉ đến ô nhớ hằng, được chưa? Rồi. Nếu như bạn nói về con trỏ thì các bạn thấy là gì? Như vậy tôi có thể có một cái con trỏ chỉ đến một cái con trỏ khác là chuyện bình thường, đúng không? Như vậy cái khái niệm này nó không có khó, nó chỉ đơn giản là một cái lớp chồng lên cái khái niệm cũ thôi. Vậy cái cách các bạn hình dung là đầu tiên các bạn hãy trực quan hóa những cái khái niệm mà chúng ta thảo luận nãy giờ trong đầu, vẽ nó ra được thì các bạn có thể làm được và hiểu được nó. Thì đầu tiên chúng ta có đây là gì? Con trỏ của con trỏ chẳng qua là gì? Là con trỏ chỉ đến một ô nhớ, mà cái ô nhớ này thực ra là một con trỏ khác mà thôi. Và con trỏ nó chỉ đến một ô nhớ thực sự thu giá trị. Hả? Như các bạn thấy trong khai báo này, ở đây chúng ta có var là một biến kiểu integer, ptr là một con trỏ này có kiểu integer. Như vậy con trỏ này nó chỉ đến cái ô nhớ var, được chưa? pptr này là một con trỏ này chỉ đến một cái ô nhớ có kiểu là integer sao. Lưu ý ha, các bạn đọc từ bước một. Như vậy cái cách đọc nó như sau: PTR là một con trỏ mà con trỏ này chỉ tới integer sao. Vậy thì integer sao là cái gì, các bạn biết rồi đúng không? Integer sao chẳng qua là một con trỏ kiểu integer thôi. Như vậy lúc này là các bạn đang lấy cái địa chỉ của PTR, các bạn gán vào cái ô nhớ này. Vậy hình dung ở đây là các bạn có theo trình tự, đây là var, đây là PTR chứa địa chỉ của var đúng không, và PPTR chứa địa chỉ của PTR được không? Rồi vậy thôi, không có gì đặc biệt. Thì khi các bạn nhìn qua cái ví dụ này thì các bạn thấy nó kỹ hơn là cái cách thao tác. Ví dụ như ở đây tôi có là tôi in ra cái giá trị mà PTR chỉ tới. Cái này thì hơi rắc rối một tí cho nên tôi sẽ tách nó ra làm hai cho các bạn dễ đọc. Đầu tiên là đây là một cái giá trị ha. Đây là một cái giá trị. Cái chỗ này nói là gì? Hãy in giá trị mà cái sao PPTA chỉ tới. Như vậy sao PPTA là một cái nguyên cái cục đó đó. Cái sao PPTA là cái gì? Đó, xin lỗi. Sao PPTA chính là PTR. Và như vậy nguyên cái biểu thức này nó chính là gì? Là sao PTR thì nó chính là và được không nào? Vậy ba cái câu lệnh này là tương đương nhau, nhưng mà tại vì cái hình trên kia nó quy định như vậy cho nên các bạn sẽ thấy là cái cách các bạn truy xuất ô nhớ nó hơi đặc biệt một tí ha. Rồi phần cuối cùng chúng ta sẽ nói đến ở đây đó là về cái tham khảo. Thì tham khảo là một cái khái niệm được giới thiệu trong C++, C cộng cộng. Nó gần giống như là con trỏ nhưng mà nó đơn giản hơn. Tại sao nó đơn giản hơn? Bởi vì lúc này các bạn không phải dùng những cái toán tử dereference để các bạn nói tới cái ô nhớ mà các bạn đang đang chỉ tới, mà các bạn dùng chính cái tham khảo này luôn. Thì hình dung giống như tham khảo là một cái alias của một cái ô nhớ ha, một cái bí danh khác của cái ô nhớ. Nhưng mà cái nền tảng bên dưới của cái reference chính là con trỏ, được chưa? Như vậy cái các bạn đang nhìn thấy ở đây là gì?
Tôi có B này là một tham khảo. Tham khảo này là một tham khảo integer. Tức là nó chỉ tới một ô nhớ integer. Và tôi khởi trị cho nó là bằng A. Như vậy thì bất kỳ cái thao tác nào của tôi từ nay về sau, ví dụ như tôi gán cho B bằng 8 thì cũng có nghĩa là gì? A cũng bằng 8 luôn. Hả? Hay nói cách khác, các bạn có ở đây A là một ô nhớ, ban đầu các bạn có là 10. Được chưa? Bây giờ các bạn có B tham khảo tới A. Như vậy thì lúc này, bởi vì B tham khảo tới A cho nên bạn gán B bằng 8 thì A cũng bằng 8 luôn. Nó y chang con trỏ, nhưng mà chẳng qua là cái cách viết nó khác. Và có một cái điều lưu ý với các bạn là tham khảo nó là một dạng của hằng con trỏ. Được không? Một dạng của hằng con trỏ nghĩa là sao? Nghĩa là bạn khai báo tham khảo thì khai báo xong là chết luôn. Tham khảo không được thay đổi giá trị đến một cái ô nhớ khác. Khi bạn đã tham khảo đến một cái ô nhớ A rồi thì bạn không thể chuyển cái tham khảo đó qua một cái ô nhớ B được, mà nó nằm chết ở đó luôn. Đúng không? Như vậy nó là hằng con trỏ. Còn con trỏ hằng là khác nha. Con trỏ hằng là con trỏ chỉ tới ô nhớ hằng. Còn hằng con trỏ là cái địa chỉ ô nhớ con trỏ đó, địa chỉ của con trỏ đó không được phép thay đổi. Lưu ý chuyện đó giùm tôi ha. Rồi. Thì cái khái niệm tham khảo này nó khá là tiện trong cái quá trình lập trình, bởi vì không phải lúc nào các bạn cũng dùng quen cái con trỏ. Nhưng mà nếu như các bạn đã dùng quen con trỏ thì hai cái khái niệm này không có gì khác biệt hết. Hay nói cách khác là tôi có thể viết một cái đoạn code tương đương như sau. Tôi có thể viết code tương đương cho cái đoạn này là, oh, xin lỗi. Tôi có thể viết integer a bằng 10. Tôi có thể viết integer ha. Một đoạn code tương đương cho các bạn coi. Integer sao const b bằng, và thay vì tôi gán b bằng 8 thì lúc này tôi phải viết b bằng 8. Như vậy cái mà bạn thấy khác biệt ở đây là gì? Thứ nhất, tôi có cái vụ này ở giữa, đúng không? Thay vì là tham khảo, và thay vì b ở bên này thì bên này tôi sợ là sao b. Và thay vì bên này tôi gán thẳng ô nhớ thì tôi phải lấy địa chỉ. Vậy thôi. Ha. Rồi cái hiện thực bên dưới của ngôn ngữ sẽ là dùng con trỏ để thay thế cho tham khảo. Tuy nhiên là các bạn sẽ không thấy cái này nếu như các bạn lập trình bình thường đâu. Ha. Và sau này khi các bạn học lên môn cấu trúc dữ liệu, các bạn sẽ thấy tôi sử dụng tham khảo khá nhiều, tại vì nó tiện trong cái quá trình lập trình chứ không có gì hết. Các bạn có thể coi thêm một số cái ví dụ mà tôi để ở đây ha. Rồi thì cái này tôi không giải thích thêm ha, nó khá đơn giản. Thì ở đây có một số cái lưu ý mà tôi muốn các bạn chú ý về sự khác biệt giữa con trỏ với lại tham khảo. Thì nó có ba cái khác biệt cơ bản mà tôi có liệt kê kỹ ở đây cho các bạn đọc thêm ha. Thứ nhất là các bạn không thể có một cái null reference được. Cái này là không được nha. Không được phép có một cái null reference. Hay nói cách khác là các bạn không thể gán, không không thể khai báo một cái tham khảo mà không có gán cho nó giá trị được. Được ha. Khi bạn đã khai báo tham khảo thì tham khảo phải chỉ tới một ô nhớ cụ thể. Rồi. Thứ hai, khi mà tham khảo đã khởi trị rồi thì không thể nào thay đổi được. Tức là một khi tham khảo đã chỉ tới ô nhớ đó rồi thì bạn không thể đem cái tham khảo đó chỉ qua ô nhớ khác. Cái này là cái phải nhớ trong đầu. Nó khác với cái khái niệm tham khảo trong Java. Trong Java bạn có một cái tham khảo chỉ tới một cái ô nhớ thì bạn có thể thay đổi cái tham khảo đó chuyển qua một ô nhớ khác. Hả? Nó giống giống như là cái khái niệm về con trỏ, nhưng nó được gọi từ là tham khảo. Và cuối cùng cái điểm khác biệt này là cái điểm mà bạn ưu nhớ. Đó là gì? Tham khảo phải được khởi trị lúc tạo ra. Thì giống như những gì mà tôi cho các bạn coi nãy giờ đó, là tôi đã phải khởi trị nó lúc tạo ra nó.
Rồi, như vậy cái lưu ý cuối cùng mà chúng ta sẽ nói đây để kết thúc vấn đề đó là về bộ nhớ động. Thì như các bạn biết á, là khi các bạn làm việc với chương trình thì không phải lúc nào các bạn cũng khai báo mọi thứ tĩnh, hay nói cách khác là không phải lúc nào các bạn cũng có một cái mảng tĩnh, mà các bạn phải có một cái mảng có kích thước thay đổi trong quá trình vận hành. Như vậy cái nhu cầu các bạn là nhu cầu cấp phát động những cái bộ nhớ khi các bạn cần và giải phóng nó đi khi các bạn không cần nữa. Như vậy thì ngôn ngữ, đa số các ngôn ngữ thì sẽ hỗ trợ các bạn cái cơ chế để cấp phát động. Tuy nhiên là cái chuyện giải phóng hay không nó là câu chuyện của từng ngôn ngữ ha. Như vậy chuyện cấp phát động là đa số ngôn ngữ đều hỗ trợ cho các bạn. Thì trong ngôn ngữ C cộng cộng nó cung cấp cho các bạn một cái toán tử là new. Nếu như các bạn xài C á, thì cái toán tử mà các bạn được cung cấp nó là các bạn không có toán tử trong C, mà các bạn sẽ dùng một cái hàm. Hàm đó nó gọi là hàm malloc. Cái này là đọc ha, đọc là vậy nhưng mà thực ra nó là memory allocation. Được chưa? Rồi. Thì cái hàm này cho phép các bạn cấp phát ô nhớ cũng giống như cái toán tử new mà các bạn có trong ngôn ngữ C cộng cộng. Thì khi các bạn muốn cấp phát ô nhớ trong C cộng cộng, các bạn sẽ gọi new một cái kiểu dữ liệu nào đó, được chưa? Nếu như các bạn cấp phát như thế này thì bạn chỉ cấp phát đúng một ô nhớ có kiểu dữ liệu đó thôi, hay nói cách khác là một thí dụ như cái kiểu mà bạn muốn cấp phát là integer đi, thì có nghĩa là bạn xin một ô nhớ có 4 bài chấm hết, và kết quả trả về của cái toán tử này sẽ là một cái địa chỉ chỉ đến cái ô nhớ đó, do đó các bạn sẽ thấy cái vế bên trái của các bạn là con trỏ. Thì chưa nè, nếu như các bạn muốn cấp phát nhiều hơn một phần tử thì các bạn cũng viết y như vậy, nhưng mà lúc này các bạn để số lượng phần tử các bạn cần cấp ở phía trong cái dấu ngoặc này. Như vậy các bạn nhìn thấy cái cú pháp này có nghĩa là gì? Tôi có thể cấp phát một lượng ô nhớ bất kỳ khi mà tôi cần. Và cái này là khai báo động chứ không phải là khai báo tĩnh. Lưu ý nó ha, là khai báo động. Thì trong cái đoạn code ngắn trong cái ví dụ các bạn thấy đây là tôi đang xin cấp phát 5 phần tử kiểu integer, một dãy 5 phần tử kiểu integer, và cái địa chỉ của cái dãy đó sẽ được gán về cho con trỏ A. Như vậy A lúc này chỉ vào một cái dãy có 5 phần tử ha, rất là đơn giản. Khi các bạn muốn giải phóng ô nhớ thì lúc này các bạn dùng cái toán tử delete. Như vậy ở đây có hai cái cú pháp. Cú pháp đầu tiên là delete và theo sau đó là con trỏ. Như vậy thì nó xóa, nhưng mà lưu ý ở đây ha, xóa đúng một phần tử thôi. Và cái cú pháp thứ hai là delete nhưng mà các bạn có cái dấu đóng mở ngoặc ở đây và mới tới con trỏ. Như vậy cú pháp thứ hai là xóa tất cả những phần tử mà thuộc về cái mảng mà con trỏ này chỉ tới. Được không? Như vậy có một cái lưu ý khác mà tôi sẽ giải thích cho các bạn kỹ hơn khi các bạn lên lớp trong những cái buổi mà chúng ta gặp nhau. Thì các bạn nên chú ý nốt lại và đặt ra những cái câu hỏi, bởi vì tôi sẽ giải thích cái phần này kỹ cho các bạn trong những cái buổi đó.